Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm chào mừng em đã quay trở lại kênh Tôm Đã Thớt. Và trong video lần này mình sẽ hướng dẫn anh em cách tung hoa và combo Fiorentino như cát thủ nha. Tuy rằng mình mới chỉ ở kim cương 2 thôi. Ok. Còn cá chắc cái rồi. Ok anh em tung hoa này. Sau đó nhặt hoa và di chuyển tay về phía hướng bông hoa để nhặt nhá. Anh em không nên đánh trực tiếp vào mặt nó như thế, bởi vì là sẽ không thể thắng được cái con kỳ gót đấy đâu. Ở cấp 1 thì mình chỉ có thể đánh hòa thôi, nên cấp 2 trở lên thì mình gần như là nó không phải là đối thủ của mình nữa rồi. Ok, sẽ chạy ra đây giúp Grack. Có mạng này, có mạng này. Hay quá. Anh em mình sẽ về được cái công thôi, kỳ gót đang ăn lính rồi. Ok, trang bị đầu tiên thì anh em lên cho mình giấy kiên cường nhá. Có lẽ nó cần khá là nhiều tốc độ chạy để có thể như là nhặt hoa. Mình thấy nhiều anh em bảo là combo Fiorentino khá là khó, nhưng mà nó cũng khá là đơn giản thôi, tùy thuộc vào tốc độ của anh em mà thôi. Ok, anh em có thể thấy lả lướt dám ba con cá này làm gì được mình. Không ăn được thì lại bật tốc hành lên chạy. Ok, đây là chúng ta sẽ vào farm một xong con ếch này rồi tiếp tục ra chơi nó tiếp. Combo của vị tướng này là tung hoa, sau đó là sẽ sử dụng đòn đánh thường kết hợp chiêu thứ hai và nghiêng mình về phía bông hoa này nhá. Đó, anh em thấy không? Xong lại tiếp tục đánh thường rồi lại nướt về phía bông hoa. Hoặc là cũng có thể sử dụng combo như là anh em đánh thường một cái để lao vào đối phương, sau đó sử dụng chiêu thứ nhất tung hoa rồi nhặt hoa rồi nướt về phía đối phương. Nói thì cũng khá là khó, nhưng mà để mình thực hành cho anh em xem. Ok, đây con cá đây, nó chạy rồi mấy ông ơi. Ra khỏi giao tranh thì nó sẽ có một cái đòn đánh nội tại nhá. Đánh nội tại này sẽ giúp Fiorentino lao đến đối phương nhá. Tầm này nó đang bật chiêu 2 không nên lao vào mấy ông ạ. Ok, anh em thấy combo của mình thế nào? Tung hoa này, lướt, chém chiêu thường, chiêu 2, đánh thường, chiêu 2. Nói chung là anh em nhặt hoa, đánh thường, chiêu 2, nhặt hoa, đánh thường, chiêu 2. Đó chính là combo của vị tướng này nhá. Ok, mình sẽ lên zoom mid. Từ từ hẳn bước ơi. Để mình nhử nó này. Mà chắc là đéo dán ra đâu. Con cá chạch đuổi mình đây. Ok, có mạng này. Gắt nha, may là phát đấy không chết nha. Anh em có thể thấy xạ thủ team bạn khá là cứng chắc. Nó xanh quá rồi, nó ăn hai mạng không à. Mình mới ăn được một mạng hỗ trợ thôi.
Phù hiệu của Fiorentino thì mình sử dụng phù hiệu đấu khí nha. Vì cái này nó sử dụng skin liên tục nên là tích điểm đấu khí nó khá nhanh và hồi phục máu cũng khá tốt. Ok, chúng ta sẽ vét cái trụ này trước khi con cá chạy nó đến. Vừa nói khởi mồm à, lên xong đấu khí thì anh em nên găng tay thịnh nộ cho mình. Được rồi, sự đéo thấy nó ra đây. Đây, combo đây anh em ơi. Mày lại bỏ mày sống đi. Ôi, buồn thật sự luôn, phát đấy căn đam thiếu cái trụ được bắn cho chết dễ anh đẹp luôn. Không lấy phát đấy băng trụ ăn xong còn cá ra tốt rồi. Ok, không sao. Chơi Fiorentino thì anh em chú ý căn đam trụ một chút, tránh tình trạng như mình vừa nãy. Combo cá chết không kịp ngáp luôn, nhưng mà tại bằng cái trụ đấy nên là cũng bị trên lây cùng con Kikarot đấy. Về phụ trợ thì mình khuyên anh em sử dụng tụng hành để giúp nhặt hoa nhanh hơn nhé. Đi đường sông như này rất là có lợi luôn. Đó, anh em đánh thường sử dụng skin 2 rồi lại sử dụng cái skin 2 để đánh thường tiếp. Nói chung là mình hướng dẫn là một chuyện thôi, nhưng mà thực hành được hay không nó lại cũng lại là một câu chuyện khác đấy. Ok, chạy này đối bắt được luôn. Với cái tốc hành trên tay thì các bạn làm sao mà bắt được mình. Trước khi tầm tốc cầm tốc biến thì tụi nó vẫn bắt được rồi mấy ông ạ. Ok, cái này có vẻ khá là lâm nguy rồi. 2-1 lưỡng lự. Mình đang phân vân không biết là có nên là chơi cả hai thằng hay không đây, hay là bỏ chạy đây. Anh em hóng pha cân 2 không nào. Ui ui ui, tí chết nha, tí chết nha. Xạ thủ của team bạn là không quá xanh thì chắc là mình cũng thịt nó rồi, nhưng mà nó xanh quá. Ok, ăn được cái mạng của con cá thì cũng mất một cái trụ. Team mình mặc dù là đang dẫn đầu về tỷ lệ mạng nhưng mà trụ thì lại dẫn sau nha. Anh em đánh thường này, tung hoa, nhặt hoa. Đánh thường lại chiêu thứ hai tiếp. Ok, bút khá là hay nha. Em chơi vị tướng này thì khá là khó ở cái đoạn gọi là tung hoa nhặt hoa. Nó combo nó quá là nhanh. Lúc đầu mình bắt đầu chơi con này thì nó cứ kiểu là hoa rơi tùm lum tùm na hết, không biết là nhặt bông nào trước bông nào sau luôn. Ok, anh em có thể thấy pha con chim mà nó chém như đúng rồi như thế. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ lên thương xuyên giáp nhá. Cơ hội viết mạng lên rồi, bằng tốc hành lên thôi. Phát này mà không viết được nữa thì anh em lại chửi cho ngu. Ui, say máu quá mấy ông ơi, say máu quá. Ok, ui, tí nữa chị chủ giết. Và đấy là bị chủ giết thì quá là buồn cười rồi. Và đấy là chủ giết thì anh em cũng cười cho thằng này đánh gà vẫy lồn. Còn em mình sẽ biến về, không con cá chạch ra là thơm mình mất. Được cái Butterfly team mình viên mạng khá là tốt nha. Anh em có thể thấy nói nên đồ này khá là ok đấy. Trang bị thứ tư thì sẽ nên áo choàng băng nhé, giúp khống chế đối phương đồng thời tránh bị sốc sát thương quá mà chết lúc nào đeo kịp nhặt hoa đâu.
chứ mấy ông mà lên full đam trừ khi là trình pro nhá. Còn trình gaga như mình thì tốt nhất là lên cái áo choàng băng cho chắc ăn. Sát thương vẫn có đủ mà nó cũng có cả chống chịu. Ok, con cá trạch này. Chơi luôn con cá trạch này. Anh em tin con cá trạch chết không? Mình sẽ đợi hồi hoa rồi bật tốc hành nhá. Ok, hồi hoa rồi này. Mày lượn với chúng tôi, lượn với chúng tôi. Lượn, lượn, lượn với chúng tôi. Lượn này nữa. Lượn với chúng tôi. Ok, có lẽ mình sẽ ALL mid và win trận đấu này thôi. Ô, đùa mấy ông. Mà đéo có lính. Ờ, anh em tấn công kinh công này. Tấn công kinh công và win trận đấu thôi. Ra mid làm gì vậy trời, không được đâu. Cứ nước nữa gừa kiểu này, người thì ra mid, người thì đi ăn kinh công. Ok, anh em có thể thấy nếu mà combo chuẩn thì hạ tướng địch khá là đơn giản thôi. Thắng tiếp theo. Ôi, say màu quá rồi anh em ơi. Trên dễ hình đây. Sát thương của Gidu 2000. Kenika 1800 nha. Trận đấu này có vẻ là sẽ tiếp tục kéo dài đây. Mình cứ tưởng là kết thúc trận đấu từ lúc nãy rồi được cơ. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ lên nhanh Furnier để sốc sát thương đối phương nhé. Đã có hai món đồ phòng thủ rồi thì tất nhiên là phải lên một chút đam thôi. Không biết là có mất mít không nữa. Đợi tí đang tới này. Có người đổ mạng, có người đổ mạng. Thanh niên này không chạy đi để chết với mình. Ui 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 ui. Ghê nha, ui 9151. Không ngờ là bắn đau đến thế. Đúng rồi, đừng bao giờ khinh thường chủ tịch mà. Hay quá anh em ơi, ALL mid là win rồi. Mình yếu nhưng mà anh em mình hay nha. Tạm bợ tấn công đường giữa. Ô. Quá quá. Thề luôn đéo hiểu. Mày đi đâu vậy Thành, chắc mấy ông này chơi cùng nhau à? Mày quá. Chơi bao nhiêu chơi trận là đầu mùa mãi mới lên được kim cương 2 anh em ạ. Leo danh vất vả khổ sở thế đấy. Mà gặp mấy ông cụ tạ thì ngu người luôn. Cũng may mấy hôm nay gặp mấy anh em đánh khá là tốt nhá. Chứ gặp mấy ông trình gọi là danh cao thủ nhưng mà trình bạc thì mình cũng khóc không ra nước mắt. Ok, mình sẽ đi cùng người đồng đội. Thính. Ui. Thính thối, thính thối, thính thối. Thính thối. Ơi. Mẹ cứ tưởng có mình thằng hay ra te. Nó bẫy. Nó bẫy tôi mấy ông. Tất cả chỉ là một cú lừa. Nhất thể ngờ được. Cứ tưởng là có thịt thơm ai ngờ là thịt thối. What the fuck. Ok, hay lắm bút ơi. Mà trụ bắn thế kia. Ok, có nghĩa trận đấu mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.